Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng tôi lại được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày 10 tháng 5 của kênh VTC14. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính đáng chú ý sẽ có trong bản tin. Trong chương mục tin sáng, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội thừa nhận việc nhân viên của mình gian lận vaccine như phản ánh của báo chí và khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp này. Hòa nhạc ấn tượng Việt Đức mở đầu những ngày châu Âu 2013 tại Việt Nam. Nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay xung quanh việc Việt Nam thử thành công 5 máy bay không người lái, nhìn nhận lại cách đánh giá đối với các thành tựu khoa học của nước ta. Tin tức nổi bật trên thế giới, cháy nhà tại Pakistan ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngày càng có nhiều người đổ xô đến Cộng hòa Séc để điều trị vô sinh. Thưa quý vị và các bạn, khó đánh giá chính xác tác động của thiên tai để hỗ trợ bảo hiểm cho người dân. Đây là một trong những nội dung được quan tâm nhất tại Hội nghị đánh giá công tác thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo đó, nhiều địa phương đang rất lúng túng trong công tác này mặc dù đã hơn 2 năm thí điểm. Đó cũng là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất đã diễn ra trong ngày hôm qua ngày 9 tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng do tính chất sản xuất nông nghiệp của Việt Nam là sản xuất nhỏ, manh mún, lại bị thiên tai dịch bệnh xảy ra nhiều, trong khi cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin của địa phương và của các doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế. Bên cạnh đó, rủi ro thiên tai dịch bệnh trong bảo hiểm nông nghiệp nhiều trường hợp mang tính chất thảm họa do phạm vi, mức độ thiệt hại về tài chính rất lớn, vượt quá năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Chính điều này tạo ra những trở ngại trong công tác đánh giá mức độ thiệt hại để làm hồ sơ bảo hiểm. Trong thực tế thí điểm, các địa phương còn rất lúng túng trong quy trình công bố thiên tai, dịch bệnh và xác nhận tổn thất. Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định giao Chủ tịch UBND tỉnh công bố thiên tai, dịch bệnh sẽ dẫn đến kéo dài thời gian và khó xác định thời điểm trước và sau dịch bệnh làm căn cứ bồi thường. Trong trường hợp dịch bệnh xảy ra rộng như lực lượng giám định mỏng cũng làm kéo dài việc hỗ trợ bảo hiểm. Do vậy, các đại biểu đề nghị giao cho cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xác nhận dịch bệnh hoặc UBND huyện công bố khi có ý kiến của cơ quan chuyên ngành. Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo sáng nay. Đầu tiên là bài viết của tác giả Hương Giang trên báo Tuổi Trẻ, tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Bài viết đưa thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết phía Việt Nam rất quan tâm và sẽ theo dõi sát các diễn biến liên quan đến việc ngày 6 tháng 5, Trung Quốc cử đoàn 32 tàu cá đi đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan. Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Cũng tại buổi họp báo, ông Nghị thông báo về cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 năm 2013. Hai chủ tịch ủy ban của hai bên là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ trì cuộc họp này. Cùng trên số ra sáng nay trên trang 1 và trang 5 của tờ Tuổi Trẻ có bài viết về dự án bauxit ở Tây Nguyên, chi phí tăng cao nhưng công nghệ lạc hậu. Theo như tác giả, tại hội thảo do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức hôm qua ngày 9 tháng 5, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã công khai các con số mới nhất về dự án bauxit ở Tây Nguyên. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam khẳng định dự án sẽ hoàn vốn trong khoảng 12 đến 13 năm nữa, còn các chuyên gia lại cho rằng dự án sẽ mắc kẹt. Trao đổi với tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nặng Bộ Công Thương lưu ý giá bán bauxit của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tính theo giá hiện nay và nhận định hai dự án bauxit chắc chắn có hiệu quả và đề xuất dừng dự án lại là không hợp lý. Theo như giáo sư phó tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế,
Tham luận gửi hội thảo đã đánh giá tất cả những gì đang xảy ra ở Tân Rai, chứng tỏ sự yếu kém của cả ban quản lý dự án, nhà thầu và chủ đầu tư. Về việc chậm tiến độ, Tập đoàn Thoan và Khoáng sản Việt Nam giải thích, do dự án có quy mô lớn và phức tạp, đền bù giải phóng mặt bằng chậm, thí điểm công bố bùn đỏ phải kéo dài do phải tái thẩm định và bổ sung giải pháp an toàn sau sự cố đổ vỡ hồ bùn đỏ ở Hungary trong những năm vừa qua. Khi lãi suất đóng vai trò là giá vốn trong kinh doanh thì việc các ngân hàng đua nhau giảm lãi suất là một điều đáng mừng. Phản ứng thị trường cũng chỉ ra cơ cấu dòng tiền đang chuyển từ các kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài. Trên báo Đại Đoàn Kết đăng tải bài viết lý giải cho câu hỏi hạ lãi suất ngân hàng mong muốn gì. Khi trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, tiến sĩ Lê Thẩm Dương là trưởng khoa quản trị kinh doanh thuộc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay chỉ có khối ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tiến hành giảm lãi suất, trong khi đó thì các ngân hàng cổ phần tư nhân chưa có biểu hiện gì. Đây là những ngân hàng có tính thanh khoản tốt, ý đồ của khối ngân hàng thương mại cổ phần là rất rõ. Loại kỳ hạn tiền gửi một tháng ra khuyến khích người dân gửi kỳ hạn dài, từ đây tạo nguồn vốn chung và dài hạn cho doanh nghiệp. Đây là việc thời gian qua các ngân hàng chưa từng làm được. Hầu hết các ngân hàng lớn và vừa đều thừa tiền nhưng không thể cho vay được vì doanh nghiệp và cá nhân đều không có nhu cầu vốn do thu hẹp đầu tư, thu hẹp tiêu dùng. Động thái cắt giảm lãi suất được nhiều chuyên gia kinh tế nhận định là bước đi khôn ngoan để có thể kích thích tăng trưởng tín dụng thay vì hành động bắt chẹt gây khó cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, với quy trình sản xuất siêu sạch thì tháng 11 năm 2011, Hợp tác xã Chè Tân Hương ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế UTZ Certified. Và dù vậy thì đầu ra của sản phẩm này hiện đang hết sức khó khăn và đây cũng là nội dung được đăng tải trên trang 12 tờ Nông thôn ngày nay với nhan đề Chè sạch tắc đầu ra. Theo như tác giả, UTZ Certified là một chương trình chứng nhận toàn cầu đưa ra các tiêu chuẩn về sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp có trách nhiệm hiện được áp dụng cho một số ngành hàng nông phẩm như cà phê, chè và cacao. Theo như bà Đỗ Thị Hiệp, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Tân Hương cho biết, hiện Hợp tác xã có khoảng 37 trên 50 hộ đăng ký sản xuất chè UTZ với diện tích hơn 10 hectare và được chia thành 7 tổ, mỗi tổ có một tổ trưởng để kiểm tra đôn đốc các hội viên thực hiện theo đúng quy trình. Năm 2012, Hợp tác xã thu hơn 30 tấn chè theo tiêu chuẩn UTZ và được Hiệp hội Chè Việt Nam tiêu thụ với giá 300.000 đồng trên 1 kg, cao gấp đôi giá chè trên thị trường. Song việc vận động xã viên tham gia không phải là dễ, thậm chí vận động được rồi, khi thực hiện họ lại làm sai quy trình dẫn đến chất lượng không được đảm bảo. Vấn đề lo nhất đối với các sản phẩm chè hiện sạch hiện nay là chưa tìm được đầu ra vững chắc. Và để giải quyết vấn đề này thì chính ông Đoàn Anh Tuân, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam đã cam kết sẽ có bao tiêu chuẩn về bộ sản phẩm cho hợp tác xã. Tuy nhiên, đến nay thì việc tiêu thụ chè ở Tân Hương vẫn đang hết sức khó khăn. Lao động Việt Nam ở nước ngoài bỏ trốn, mức phạt lên tới 100 triệu đồng là thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Đây cũng là một trong số những nội dung của dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, trong đó có hành vi cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Cục Quản lý Lao động và Ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa hoàn thiện dự thảo này. Theo dự thảo thì mức phạt cho hành vi này lên tới 100 triệu đồng một người. Một lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết hiện tình trạng lao động bỏ trốn ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng làm việc, thậm chí là bỏ trốn ngay khi vừa tới nước bạn ngày một tăng. Đặc biệt, tình trạng này xảy ra ở Hàn Quốc rất nghiêm trọng khi có đến trên 57% số lao động hết hạn hợp đồng, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của 14 quốc gia khác có lao động tại nước này là 20%. Chính vì thế mà từ tháng 8 năm 2012, phía Hàn Quốc đã tạm ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước hy vọng rằng với mức xử phạt nặng cùng sự vào cuộc quyết liệt của phía Hàn Quốc xử phạt cả doanh nghiệp tiếp nhận lao động bỏ trốn người Việt, thì tình trạng lao động bỏ trốn tại nước ngoài, trong đó đặc biệt có Hàn Quốc, sẽ giảm và tới khi đó thì Hàn Quốc sẽ ký lại thỏa thuận tiếp nhận lao động của Việt Nam. Về việc sửa đổi luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng hay giữ nguyên quy định tuổi trẻ em là bài viết được đăng tải trên trang 10 của tờ Đại Đoàn Kết cũng số ra sáng nay. Sửa đổi luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cần điều chỉnh theo hướng tăng độ tuổi của trẻ em lên dưới 18 tuổi thay vì dưới 16 tuổi như trong luật hiện hành. Đây là kết quả thăm dò ý kiến trẻ em trong việc sửa đổi luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố ngày 9 tháng 5 vừa qua. Cụ thể, theo kết quả thăm dò qua phiếu hỏi tại 10 tỉnh, có tới 61,13% cho rằng cần tăng tuổi trẻ em từ 16 lên dưới 18. Tương tự, thăm dò qua đường dây 1800-1567 có tới 58,35% trẻ em cho rằng cần phải tăng độ tuổi trẻ em theo như Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết.
Theo như Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em Đặng Hoa Nam, trong quá trình lấy ý kiến cho các bộ ngành, chuyên gia về độ tuổi trẻ em có hai luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất cho rằng cần nâng độ tuổi trẻ em vì lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi chưa phát triển đầy đủ về sức khỏe và nhận thức. Do vậy, cần nâng quy định độ tuổi trẻ em dưới 18 tuổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trẻ em được bảo vệ chăm sóc đầy đủ toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, theo luồng ý kiến thứ hai thì hoàn cảnh nước ta còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó cần đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành nên vẫn giữ quy định độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi. Dự kiến thì luật dự thảo sửa đổi bổ sung luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em sẽ được trình lên Quốc hội vào cuối năm 2014. Trên báo Nông thôn ngày nay phản ánh thực trạng tại nhiều địa phương, chính sách hỗ trợ xây nhà cho người có công nhiều hộ không dám nhận. Theo bài viết này thì đây là thực trạng đang diễn ra khi mà người có công được hỗ trợ xây sửa nhà theo quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bài viết này, tác giả trích dẫn nhiều ý kiến của nhiều hộ dân tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều hộ dân tại đây cho biết là số tiền được hỗ trợ xây nhà là 40 triệu đồng, còn sửa lại nhà là 20 triệu đồng theo quyết định. Thì họ nghĩ rằng với mức tiền này rất khó để có thể hưởng được chính sách này vì bây giờ thì giá vật liệu cao, trong khi thì tiền dành dụm của những người dân này rất ít, không có thể làm nổi nhà hoặc là sửa lại nhà. Theo Bộ Xây dựng, cơ quan trình chính phủ chính sách này thì các tỉnh khó khăn sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% theo mức quy định. Và như vậy thì Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể rộng tay hơn một chút khi huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm. Với các tỉnh còn lại thì ngân sách trung ương hỗ trợ từ 80 đến 95% số tiền theo chính sách. Ông Nguyễn Hùng Phong là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất hoan nghênh quy định này. Theo ông Phong thì những gia đình người có công chưa thể làm được nhà thì phần lớn là do tuổi cao hay bệnh tật, không có tiền tích lũy. Ngân sách trung ương hỗ trợ từ 80 đến 100% thì địa phương sẽ nhẹ gánh để giúp các gia đình chính sách huy động nốt phần còn lại. Gian nan cứu hộ voi rừng mắc bẫy là bài viết của tác giả Đặng Trung Kiên trên trang 1 và trang 7 của Tờ Lao Động. Theo như tác giả thì ngày 7 tháng 5, người dân báo tin có một cá thể voi rừng bị thương xuất hiện tại tiểu khu 453, lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn. Đó là con voi đực khoảng 6 đến 7 tuổi, cao khoảng 1,2 m, nặng khoảng 800 kg, cặp ngạt ước dài khoảng 30 cm. Theo như ông Nguyễn Công Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk cho biết, nếu không bắt được con voi hoang dã đã bị thương do sập bẫy để cứu hộ thì nhiều khả năng nó sẽ chết. Trong khi đó, thì chiều tối ngày 9 tháng 5, đoàn công tác gồm 10 người và hai voi nhà vẫn đang rong ruổi trong rừng. Khoảng cách giữa họ và con voi hoang dã bị thương mỗi lúc một xa hơn và sự việc cũng đặt ra một câu hỏi là súng bẫy đang rình rập khắp nơi trong rừng, vậy môi trường nào an toàn cho đàn voi hoang dã? Cũng theo như đó thì không phải đến khi con voi rừng mắc bẫy, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia York Don lúng túng giải pháp mắc bẫy cứu hộ thì mới lộ diện năng lực yếu kém về cứu hộ động vật hoang dã, mà thực trạng này đã có từ lâu ở hầu hết các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. Thời gian vừa qua, dư luận liên tục thông tin về các mặt hàng thủy hải sản từ Trung Quốc như là cá tầm, ốc, ếch được nhập lậu ồ ạt về nước ta và bán với giá rất rẻ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của báo Nông thôn ngày nay đã có cuộc phỏng vấn với ông Dương Tiến Thể là Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản. Nội dung của cuộc phỏng vấn này đã được đăng tải với tựa đề là Thủy hải sản nhập lậu từ Trung Quốc, mối nguy ảnh hưởng. Trong bài viết này, đánh giá về nguyên nhân các loại thủy hải sản Trung Quốc nhập về Việt Nam, ông Dương Tiến Thể cho rằng có thể là do nhu cầu tiêu thụ trong nước tại một thời điểm nhất định tăng nên mới diễn ra tình trạng nhập lậu thủy hải sản từ Trung Quốc. Song theo Vụ Nuôi trồng Thủy sản thì chính phía Trung Quốc cũng đang nhập khẩu rất nhiều mặt hàng thủy hải sản của nước ta qua tiểu ngạch như là cá chép, tôm hùm, nghêu, ngao, thậm chí họ nhập cả đầu cá mè về ăn. Trong khi đó thì chúng ta lại nhập lậu cá tầm, cá lóc, ếch, ốc. Đây là những mặt hàng cần được kiểm dịch trước khi nhập khẩu. Do đó, theo ông Thể, muốn quản lý tốt tình trạng nhập lậu, cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng như quản lý thị trường, hải quan, biên phòng và công an. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2012 thì một nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh đã chỉ ra rằng Việt Nam là một trong 10 nước vận động nhất thế giới, lười vận động nhất thế giới. Và đây cũng là nội dung được nhóm tác giả từ Tuổi Trẻ đăng tải trên trang Tuổi Trẻ số 10. Theo những tác giả thì đi du lịch, xem phim, đi cà phê, tán gẫu hoặc ôm laptop để lướt web là những lựa chọn phổ biến của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam. Theo như đó thì bên cạnh tâm lý ỷ lại vào sức trẻ, đi tập thì cần phải đông vui, thì lịch học tập, làm việc dày đặc cũng là nguyên nhân chính khiến việc chơi thể thao trở thành điều xa xỉ với rất nhiều người trẻ.
Một số nơi có lượng người trẻ tập thể thao đông đúc nhưng thực chất thì vẫn chưa là một tín hiệu lạc quan. Theo như Quang Duy, 20 tuổi là sinh viên, cho rằng ở nhà nóng quá nên đi bơi, vào phòng tập có máy lạnh cho mát đó mà. Theo như thạc sĩ nghiên cứu xã hội ứng dụng Nguyễn Diệp Quý Vi, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kết quả nghiên cứu trên đã phản ánh khá chính xác tình trạng lười vận động, tập thể dục ở Việt Nam. Bà cho rằng bên cạnh các yếu tố khách quan như cơ sở vật chất yếu kém, thiếu không gian, thời gian, áp lực mưu sinh thì vẫn có nhiều người lười tập thể dục do chủ quan. Thói quen tập luyện thể dục nên được rèn luyện từ trong nhà trường và gia đình. Trong tình hình thể dục chỉ được xem như một môn phụ thì không khó khi một bộ phận người trẻ hoàn toàn xa lạ với việc luyện tập thể thao này. Trên báo Tuổi Trẻ đăng tải thông tin sẽ cấm xe máy vào khu lõi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tác giả bài viết, toàn bộ khu lõi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tái bố trí thành phố đi bộ, phố thương mại, buôn bán. Trong khu trung tâm sẽ có xe điện nhẹ, xe buýt nhanh, giao thông đường thủy theo các tuyến kênh và có thêm 70 ha cây xanh. Đó là một trong những nội dung của đồ án quy hoạch 1/2000 khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố công bố vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5. Khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh theo đồ án quy hoạch lần này sẽ mở rộng diện tích hơn so với quy hoạch 1/2000 năm 1998. Ngoài khu lõi trung tâm cũ, một phần thuộc về quận 1 và quận 3, trung tâm thành phố hiện nay sẽ có thêm giải đất dọc bờ Tây sông Sài Gòn thuộc quận 4 và quận Bình Thạnh như khu Tân Cảng, các cảng dọc đường Nguyễn Tất Thành, dọc kênh Tàu Hủ, Bến Nghé. Trên trang 15 của tờ Tiền Phong số ra sáng nay, tác giả Đình Thắng có bài viết Lý Nhã Kỳ và buồng lái và phi công bị phạt. Theo như tác giả, thì ngày 9 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ xử phạt cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên trưởng một chuyến bay vì đã mời cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay Airbus 321 tạo dáng và chụp ảnh. Vụ việc xảy ra ngày 11 tháng 4 vừa qua trên chuyến bay số hiệu VN595, hành trình Hồng Kông đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cho tới gần đây thì những bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ với những bức ảnh chụp quần áo ngủ, dáng tạo dáng trong buồng lái máy bay được tung lên mạng khiến cơ quan chức năng hàng không giật mình. Sau khi xem những bức ảnh trên thì lập tức thanh tra Cục Hàng không vào cuộc và mời các bên liên quan tới để lập biên bản. Thông tin ban đầu cho biết, do mến mộ cựu đại sứ du lịch nên tiếp viên đã mời Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay. Đang điều khiển máy bay nhưng các phi công vẫn rời ghế lái để nhường chỗ cho Lý Nhã Kỳ và thay phiên nhau quay mặt lại để chụp ảnh. Trên nhiều diễn đàn thì những người làm hàng không bên cạnh những bức ảnh này có nhiều lời dường như của các phi công khi lấy làm nuối tiếc cho những người vừa lái máy bay vừa chụp ảnh đó. Và đa số đều cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày, ngày 8 và ngày 9 tháng 5, trên địa bàn hai huyện là Mường Ảng và Tuần Giáo đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa đá, sấm chớp khiến nhiều hộ dân tại địa phương thiệt hại đáng kể. Mưa lốc ở hai huyện này đã làm một người tử vong và thiệt hại về kinh tế ước tính 3,5 tỷ đồng. Trước đó vào khoảng 21 giờ đến 22 giờ ngày 8 tháng 5, trên địa bàn huyện Mường Ảng đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại trên địa bàn 5 xã và một thị trấn. Tại thị trấn Mường Ảng, 6 ngôi nhà bị đổ, 190 nhà bị tốc mái, 2 hectare lúa bắt đầu cho thu hoạch bị đổ giảm gây thiệt hại 50 hectare. Tại 4 xã của huyện Mường Ảng gồm có Ảng Nưa, Đậm Lịch, Ảng Cang và Xuân Lao đã có gần 20 nhà tạm bị đổ, trên 110 căn nhà bị tốc mái, 13 nhà bị nghiêng và đổ vách, trên 50 ha lúa bị hư hại do mưa lớn và lũ tràn qua, hơn 1 ha nuôi trồng thủy sản mất trắng do lũ quấn. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân hai huyện Mường Ảng và Tuần Giáo đã chủ động phối hợp và chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ cùng nhân dân các xã giúp đỡ các hộ gia đình, cơ quan khắc phục hậu quả cũng như tổ chức hỗ trợ mai táng cho người bị thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, từ tối ngày 8 đến sáng ngày hôm qua 9 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 10 bệnh nhân nhập viện. Các bệnh nhân được xác định bị viêm dạ dày ruột cấp nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ 17 giờ chiều ngày 8 tháng 5 cho đến sáng ngày 9 tháng 5 với các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần. Đến chiều ngày 9 tháng 5, có 10 bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân đã dần hồi phục. Đây là đoàn công tác từ Hà Nội vào có khoảng 300 người. Tối ngày 7 tháng 5, đoàn đã ăn uống tại nhà hàng Cội Nguồn và sáng ngày 8 tháng 5 ăn sáng tại khách sạn Five Four. Sau đó bị triệu chứng đau bụng phải nhập viện. Một số trường hợp bị nhẹ đã được bác sĩ điều trị ở khách sạn.
Hiện các cơ quan chức năng thành phố đang tiến hành lấy các mẫu thực phẩm làm xét nghiệm. Trước thông tin báo chí đưa về việc gian lận vaccine của cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, vào chiều tối qua, lãnh đạo trung tâm đã có buổi làm việc với báo chí để làm rõ vụ việc này. Theo đó, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội thừa nhận là có sai phạm tại đây và khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ làm sai quy định. Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về việc bà Bùi Thị Phương Hoa, cán bộ y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã gian lận 0,3ml vaccine Pentasim khi tiêm cho một cháu bé vào ngày 19 tháng 4. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng khẳng định sự việc trên là có thật. Chị Hoa có giải trình là cái buổi hôm đó là sức khỏe không đảm bảo. Đấy, và tiêm thì sau khi thực hành tiêm chủng thì nó có sai sót và đúng như cái phản ánh của bố cháu bé, cái việc sai sót đó là có thật. Liên quan đến việc chấn chỉnh hoạt động quản lý trong thời gian tới, cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết. Tôi yêu cầu là khoa tiếp tục rà soát lại toàn bộ cái quy trình tiêm chủng và để xem là ngoài cái sự việc đó ra thì còn có cái gì liên quan đến cái vụ việc này không. Thế thì khoa cũng đã họp và cũng có báo cáo là rà soát toàn bộ thì chưa đấy phát hiện được cái sai sót nào mà nó có hệ thống mà liên quan đến cái việc mà sai sót của chị Hoa. Cái hội đồng kỷ luật của trung tâm sẽ họp và sẽ xem xét cái mức độ vi phạm của chị Hoa, sai phạm đến đâu thì chúng tôi sẽ xử lý đến đó. Sau sự việc này, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ xác định rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với cán bộ sai phạm. Đặc biệt trong thời gian tới đây, Trung tâm sẽ đưa ra những giải pháp như lập đường dây nóng, cài đặt camera cũng như đưa ra kế hoạch giám sát để ngăn chặn tình trạng gian lận. Sở dĩ câu chuyện gian lận vaccine bị báo chí phanh phui tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trở nên nghiêm trọng là bởi sau khi Bộ Y tế tạm ngừng sử dụng vaccine Quinvasem 5-1 trên toàn quốc thì một bầu không khí lo lắng đã bao trùm các bậc phụ huynh. Khi mà ngành y tế chưa quyết định giải pháp cụ thể để thay thế loại vaccine đã từng gây tai biến này thì hàng loạt bà mẹ đã sốt ruột đưa con em mình đi tiêm loại vaccine dịch vụ với giá đắt đỏ hơn rất nhiều lần, còn độ an toàn thì không được đảm bảo. Phải trả hơn 1 triệu đồng chi phí tiêm vaccine dịch vụ thay thế cho vaccine Quinvasem vừa bị ngưng sử dụng cách đây ít ngày. Chị Lan ở Hà Nội rất băn khoăn. Không chỉ vì mức giá đắt đỏ, mà theo bà mẹ trẻ này, tính an toàn của dịch vụ mới là điều đáng lo nhất. Chấp nhận dịch vụ, mặc dù cái này đúng ra là đáng được trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng nhưng gia đình lại mất tiền. Đấy thì tôi thì cũng đành phải như thế thôi, vậy vì nó cũng, nhưng mà đúng là tiêm như thế này là nhà mình cũng rất là lo. Đáng lẽ là nếu không thì nhà nước cũng phải nên, kể cả cái này cũng thế thôi, kể cả dịch vụ thì cũng nên ngừng. Nếu mà cùng một loại thuốc thì cũng nên dừng, cho dù là mất tiền hay không. Sau khi thông tin ngừng sử dụng vaccine Quinvasem trong chương trình tiêm chủng mở rộng được công bố, rất nhiều người dân Hà Nội đã đưa con em mình đến tiêm phòng tại Trung tâm Y tế Dự phòng. Sự gấp gáp này được giải thích một phần là do Bộ Y tế chưa thông báo giải pháp thay thế vaccine Quinvasem. Cùng với đó là sự hoang mang về chất lượng của loại vaccine vừa bị ngừng sử dụng. Em sợ là cái vaccine đấy nó có ảnh hưởng gì đấy đến trẻ con, nên là mới phải ngừng lại. Rất lo lắng bởi vì là thấy có tử vong của trẻ rồi. Theo các chuyên gia y tế, lịch tiêm vaccine Quinvasem trẻ dưới 1 tuổi phải tiêm 3 mũi, mỗi mũi cách nhau ít nhất 1 tháng. Nếu việc dừng vaccine trong khoảng thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ. Bởi nếu không được tiêm nhắc lại đủ liều thì cơ thể của trẻ sẽ không được bảo vệ trước các bệnh cần chủng ngừa. Trẻ dưới 1 tuổi về miễn dịch cơ bản thì cần phải tiêm 3 mũi vaccine Quinvasem. Vì vậy nếu mà dừng trong một thời gian dài thì cũng sẽ khó lấp được cái lỗ hổng miễn dịch. Nhưng mà dừng trong một thời gian ngắn thì chắc cũng không ảnh hưởng gì. Cũng theo các chuyên gia, các loại vaccine dịch vụ khó có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, không chỉ ở số lượng vaccine mà còn ở chi phí. Để thay thế cho Quinvasem một cách tổng thể, không chỉ của Hà Nội và cả nước, thì cần phải có cái phương án cụ thể của Bộ và chúng tôi vẫn đang chờ cái chỉ đạo của Bộ. Cho tới thời điểm này, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, xem xét lại chất lượng của vaccine Quinvasem sau những nghi ngờ liên quan đến một số ca tử vong.
Từ năm 2012 đến hết quý 1 năm nay, cả nước có 5.500 người được cấp chứng chỉ hành nghề y tế và hơn 1.000 người được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế. Thông tin này đã được công bố tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Phát triển Nguồn lực Y tế do Bộ Y tế tổ chức vào sáng qua tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, mặc dù có tới 5.500 người được cấp chứng chỉ hành nghề y tế, nhưng việc kiểm tra giám sát hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động còn nhiều khó khăn do thiếu công cụ quản lý, đặc biệt là cơ chế cấp giấy phép hành nghề một lần của luật khám chữa bệnh, thay vì cấp phép có thời hạn, có kiểm tra và gia hạn như nhiều nước trên thế giới. Trong năm nay, chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế tiếp tục cải thiện hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ y tế, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy ở 17 trường đào tạo y tế, góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y. Chi cục Thủy sản Đà Nẵng cho biết số lượng tàu cá công suất lớn trên địa bàn đang tăng nhanh. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2013, ngư dân đã tiến hành các thủ tục đóng mới 7 tàu cá, công suất từ 400 đến 750 CV. Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã có 55 tàu so với cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ có 14 tàu. Trong đó, quận Thanh Khê 4 chiếc, quận Liên Chiểu 1 chiếc, quận Hải Châu 2 chiếc. Vốn đầu tư bình quân khoảng 4 tỷ đồng một tàu. Nhiều ngư dân cho biết, động lực thúc đẩy họ đầu tư đóng mới tàu cá là do tác động của chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn để đánh bắt và làm dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ của thành phố được ban hành tháng 8 năm 2012. Bên cạnh đó, nhiều chính sách khác như hỗ trợ tiền bảo hiểm thuyền viên, đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác, bảo quản sản phẩm được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp triển khai kịp thời. Những ngày qua tại Hà Nội đã rộ lên thông tin có 3 thiếu nữ bị rạch đùi, trong đó có dính máu HIV, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Ngoài ra, thì đội phòng chống tội phạm đã sử dụng công nghệ cao cũng đã làm rõ về kẻ tung tin đồn trên. Đó là Nguyễn Khánh Thành, sinh năm 1986, trú tại số 60, ngách 51, Linh Quang, Văn Trường, Đống Đa, Hà Nội. Thành hiện làm quản trị trang mạng trườngxưa.vn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cộng đồng Mở. Thành khai nhận là vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 5, Thành đọc trên Facebook của mình thấy thông tin có 3 thiếu nữ bị rạch đùi trước cửa nhà hát lớn. Theo Thành, người đăng tải thông tin còn dẫn lời đội trưởng đội 8 PC45, Công an thành phố Hải Phòng, rằng công an đang lập chuyên án để điều tra vụ việc. Do suy nghĩ là nhà hát lớn thì chỉ có ở Hà Nội nên Thành đã tự ý sửa thông tin trên và đăng trên Facebook trường xưa nhằm cảnh báo các bạn nữ trong nhóm. Cũng theo lời khai của Thành, cho rằng thông tin trên là nguy hiểm, Thành đã giật tít thu hút nhiều người đọc, cảnh báo đặc biệt cho các bạn nữ Hà Nội. Hiện cơ quan công an đang làm rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng Internet theo điều 226B Bộ luật hình sự của Thành để xử lý. Sau khi được đưa vào vũ trụ cách đây 3 ngày, vệ tinh viễn thám VNRADSAT-1 đã gửi về những hình ảnh đầu tiên. Và sau thành công bước đầu này, thì Việt Nam dự kiến sẽ phóng thêm một vệ tinh nhỏ khác là VNRADSAT-1B vào năm 2017. Thông báo của Viện Công nghệ Vũ trụ, vào lúc 11 giờ sáng hôm qua mùng 9 tháng 5, vệ tinh VNRADSAT-1 đã chụp ảnh và truyền về trạm thu mặt đất bức ảnh đầu tiên thuộc vị trí Lũng Cú của Hà Giang, Hà Nội và đảo Phú Quốc. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi do nhiều mây trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng các bức ảnh đầu tiên nhận được cho thấy hệ thống giữa mặt đất và vệ tinh bước đầu hoạt động khá tốt và ổn định. Các chuyên gia sẽ hiệu chỉnh thiết bị đặt trên vệ tinh trong 3 tháng, sau đó mới chính thức bàn giao cho Việt Nam sử dụng. Như vậy, Việt Nam chính thức trở thành nước thứ 5 trong khu vực có vệ tinh viễn thám. Khi VNRADSAT-1 đi vào hoạt động, mỗi ngày vệ tinh sẽ chụp được khoảng 100 ảnh, giúp Việt Nam thực hiện giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trước đó, chính phủ Bỉ và Việt Nam đã quyết định phía Bỉ sẽ sản xuất một vệ tinh nhỏ khác cho Việt Nam với tên gọi là VNRADSAT-1B và đưa lên quỹ đạo vào năm 2017. Vệ tinh này dự kiến cứ 2 ngày lại cung cấp toàn bộ hình ảnh thực bì trên trái đất, cho phép theo dõi tài nguyên nông nghiệp và thực vật trên toàn bộ hành tinh và góp phần vào việc nghiên cứu biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Bảo tàng Hải Phòng đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề Văn minh sông Hồng, kết tinh và tỏa sáng.
với hơn 300 hiện vật quý hiếm, chuyên đề văn minh sông Hồng kết tinh và tỏa sáng giới thiệu một cách khái quát với công chúng những thành tựu đặc trưng và sự đa dạng phong phú về đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Việt vùng đồng bằng sông Hồng trong hai giai đoạn văn hóa Đông Sơn cách đây 1800 đến 2700 với nhiều hiện vật nông cụ của người Việt cổ cho đến thời kỳ quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần, Lê từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 với nhiều hiện vật quý được khai quật tại khu di tích Hoàng Thành và các khu vực thuộc kinh thành Thăng Long xưa, nổi bật là hiện tượng rồng qua các thời đại. Cùng với những thành tựu phát triển rực rỡ qua các thời kỳ, văn minh sông Hồng cũng là nơi sản sinh những mỹ tục đẹp của người Việt, là một trong những hoạt động chính của năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng Hải Phòng 2013, chuyên đề văn minh sông Hồng kết tinh và tỏa sáng tại bảo tàng Hải Phòng sẽ được mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến hết tháng 11 năm 2013. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ nghèo giảm nhanh nhất thế giới. Đó là nhận định vừa được đại diện Ngân hàng Thế giới WB đưa ra sau chuyến thăm Việt Nam 3 ngày. Theo ông Arsene Van Jossenberg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những nước đã sử dụng thành công nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế. Nhờ đó giúp Việt Nam có tốc độ giảm nghèo thuộc loại nhanh nhất thế giới. Được biết, hiện nay, WB đang hỗ trợ Việt Nam triển khai 55 dự án với tổng vốn 8,75 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn của WB chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực điện, nông nghiệp, nông thôn, giao thông, đô thị, hỗ trợ giảm nghèo. Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới cũng cho biết sẽ tiếp tục quan tâm dành cho Việt Nam một nguồn lực tài chính ở mức tối đa để hoàn thành được mục tiêu giảm nghèo mới là xóa nghèo cùng cực vào năm 2030, thúc đẩy tăng trưởng cho 40% dân số. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của WB ở mức cao nhất. Với chủ đề sáng tạo nghệ thuật là làm việc, lễ hội âm nhạc ASEAN sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 11 tháng 5 tại câu lạc bộ Mỹ Hai Bà Trưng Hà Nội với sự góp mặt của rất nhiều nhóm nhạc đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Được Đại sứ quán Hoa Kỳ và Kama Việt Nam khởi xướng và tổ chức, lễ hội âm nhạc ASEAN góp phần thúc đẩy hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và ghi nhận sự sáng tạo của văn hóa trẻ châu Á. Thông tin này được đưa ra trong buổi họp báo diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức lễ hội âm nhạc mang nhiều bản sắc từ các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Singapore, Myanmar và Việt Nam với các phong cách âm nhạc tân tiến hiện đại, trong đó chủ yếu là rock và nhạc điện tử, mang đến hơi thở đương đại cho khán giả trẻ. Điều đặc biệt, các nghệ sĩ này đều sáng tác và biểu diễn âm nhạc của chính họ. Qua đó, lễ hội nhằm mục đích làm nổi bật sự tôn trọng đối với các nghệ sĩ ở châu Á. Bảo vệ quyền sáng tạo là rất quan trọng đối với sự phát triển nghệ thuật và công nghệ của quốc gia vì lợi ích của các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể thông qua lễ hội âm nhạc lần này tôn vinh các tài năng trẻ và thúc đẩy ý thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, sự quy tụ của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia trong khu vực cũng góp phần thúc đẩy niềm tự hào về sự sống động của nền văn hóa hiện đại của các quốc gia Đông Nam Á. Lễ hội âm nhạc ASEAN sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 11 tháng 5 tới, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc dành cho những khán giả trẻ. Những ngày châu Âu năm 2013 đã được mở màn đầy ấn tượng bằng chương trình hòa nhạc vào tối qua tại Hà Nội. Đây là buổi hòa nhạc của dàn hợp xướng thính phòng Munich biểu diễn cùng với dàn nhạc của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và các ca sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Mặc dù chỉ kết hợp tập luyện trong một thời gian ngắn, nhưng các nghệ sĩ của dàn hợp xướng thính phòng Munich và các nghệ sĩ Việt Nam đã thể hiện rất ăn ý và thăng hoa trong hai tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven. Đây chính là cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu văn hóa, âm nhạc, đặc biệt là các nghệ sĩ cổ điển Việt Nam có thể học hỏi được những tinh hoa cũng như phong cách chuyên nghiệp của dàn hợp xướng xuất sắc nhất nước Đức. Dàn hợp xướng thính phòng Munich dưới sự chỉ huy của Philipp Amelang đã trở thành đại sứ của thể loại nhạc hợp xướng Đức tại các phòng hòa nhạc quốc tế. Tất cả các thành viên đều là những ca sĩ chuyên nghiệp, thường xuyên biểu diễn solo tại Đức và các nước trên thế giới. 9 năm qua, chương trình Những Ngày Châu Âu đã giành được những thành công to lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và trở thành một nét nổi bật trong lịch trình văn hóa tại Việt Nam. Những Ngày Châu Âu năm nay sẽ kéo dài cho đến hết tháng 5 năm 2013 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng xung quanh việc Việt Nam thử thành công 5 máy bay không người lái, nhìn nhận lại cách đánh giá đối với các thành tựu khoa học của nước ta. Tin tức nổi bật trên thế giới, tưng bừng cuộc thi lướt sóng quốc tế Global Big Wave Awards. Phát hành bộ sưu tập tem hình các ngôi sao bóng đá Anh. Ngay sau đây sẽ là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 5 năm 2013, các cơ quan báo chí Việt Nam đã rầm rộ đưa tin về sự kiện lần đầu tiên Việt Nam thử nghiệm thành công 5 mẫu máy bay không người lái UAV do Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam làm chủ đề tài với nhiều khả năng ứng dụng vào thực tế. Sự kiện này được cho là một trong số những sự kiện đánh dấu việc làm chủ về khoa học công nghệ hiện đại của Việt Nam. Tuy nhiên thì nhìn nhận lại một chút thì đây không hẳn là những chiếc máy bay không người lái đầu tiên do Việt Nam chế tạo và tính năng của chúng cũng chưa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng. Thực tế thì chúng ta đã từng chế tạo những chiếc máy bay không người lái cách đây chục năm và nếu so với thế giới thì chúng ta thậm chí còn đi sau đến hàng nửa thế kỷ. Trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc thử nghiệm 5 chiếc máy bay nói trên qua phóng sự sau đây. Đây là một trong 5 mẫu máy bay UAV được giới thiệu trong buổi bay thử nghiệm sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua. Mẫu máy bay này có thể mang theo 12 kg thiết bị với tốc độ bay tối đa là 180 km/h và hoạt động trên không được 2 giờ đồng hồ. Các mẫu máy bay được giới thiệu lần này đa dạng và có thể cất cánh bằng nhiều cách như cất cánh từ ô tô. Thậm chí có thể phóng thẳng lên trời bằng tay như thế này. Cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng tôi phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, đó là cái nhiệm vụ mà Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã giao. Chúng tôi bắt đầu bay cái chương trình bay cho chương trình Tây Nguyên 3, khảo sát về Tây Nguyên, hoang mạc hóa Tây Nguyên và một số cái biến đổi khí hậu Tây Nguyên. Và chúng tôi cũng đã nhận được một số cái đề nghị từ một số cái cơ quan đặc biệt là sẽ cố gắng đưa một số cái thiết bị chuyên dụng lên trên máy bay không người lái để tác nghiệp trên không gian, phục vụ cho một số cái mục đích chuyên dụng của nhà nước. Theo thông tin từ phía Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, phần lớn các linh kiện của 5 chiếc máy bay trong cuộc bay thử này đều do Việt Nam tự làm. Đáng chú ý nhất của những chiếc máy bay UAV là các nhà khoa học Việt Nam tự viết phần mềm bay, thiết lập được hệ thống điều khiển. Đặc biệt là ngay cả khi mất liên lạc, máy bay vẫn có thể quay trở về điểm xuất phát. Không thể phủ nhận những hiệu quả mà 5 chiếc máy bay do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo nếu được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực dân sự, quân sự. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cần phải nhớ lại cái mốc 13 tháng 9 năm 2005. Vào thời điểm đó, tại sân bay kép, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã diễn ra đợt bay báo cáo dự án với sự trình diễn vận hành thành công của hai máy bay M400CT mang phiên hiệu 405-406. Đó mới là những chiếc máy bay không người lái đầu tiên của chúng ta, góp phần đưa Việt Nam vào danh sách một số ít các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chế tạo được loại phương tiện bay này. Đương nhiên là mình lâu nay thì vẫn đi sau. Thế nhưng mà bây giờ hiện tại là mình riêng về cái lĩnh vực máy bay không người lái thì tôi nghĩ là mình cũng đã gọi là tiếp cận nó ở gần cái mức tiên tiến của thế giới. Số nước cỡ phát triển hơn mình một ít ấy, thì họ cũng mới công bố những cái máy bay không người lái này tương tự như này cách đây độ khoảng 4-5 năm thôi. Ngay từ khi ra đời, M400CT có tốc độ bay từ 250 đến 280 km/h, lớn hơn nhiều lần so với tốc độ bay 180 km/h của 5 chiếc máy bay thử nghiệm ngày 3 tháng 5 vừa qua. Ra đời cách đây 8 năm, nhưng M400CT cũng có thể cất hạ cánh trên đường băng, đất nện hoặc bê tông, hay trên hệ thống bệ phóng, dùng trong các trường hợp không có đường băng cất cánh. Tính cơ động này không hề thua kém những máy bay của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Điểm nổi trội hơn của những chiếc máy bay ra đời sau so với M400CT có lẽ chỉ nằm ở hai chiếc camera quan sát ngày và đêm mà thôi. Ra đấy tôi ghi nhận một cái là đầu tiên là cái mà bay từ trên nóc ô tô. Nhưng một cái tôi đánh giá cái quan trọng nhất là cái này là lần đầu tiên một cái cơ quan dân sự ở bên ngoài làm và mở ra được cái thị trường ứng dụng cho dân dụng rồi cho an ninh.
Cần phải nói thêm rằng, trên thế giới, máy bay không người lái đã xuất hiện ngay từ trong Thế chiến thứ nhất, với khả năng mang thuốc nổ vào căn cứ đối phương như một loại máy bay cảm tử. Sau hàng trăm năm phát triển, máy bay không người lái đang ngày một trở nên hiện đại với nhiều tính năng ưu việt như siêu nhỏ, tàng hình hay có khả năng tìm diệt mục tiêu. Còn với Việt Nam, sự ra đời của 5 chiếc máy bay không người lái của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ là đáng ghi nhận, nhưng đặt trong tương quan với thế giới, chúng ta đang đi sau cả trăm năm. Và việc truyền thông vào cuộc quá hào hứng với 5 chiếc máy bay này đang khiến lịch sử hàng không vũ trụ của nước nhà bị sai lệch. Xét ở một phương diện nào đó, dù vô tình hay hữu ý, chúng ta đang ru ngủ nền khoa học nước nhà bằng cách tự hào quá mức về những cải tiến, phát minh khoa học. Khoa học luôn cần một sự đánh giá kịp thời đối với các thành tựu, nhưng khoa học cũng cần hơn rất nhiều những đánh giá chính xác, khách quan để từ đó phục vụ được cuộc sống một cách tốt nhất. Sở dĩ chúng tôi nêu ra vấn đề này là bởi một số nhà khoa học khi chứng kiến việc nhiều người tỏ ra quá hào hứng với một thành tựu khoa học không phải quá mới mẻ đã cho rằng chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan về các nghiên cứu khoa học, cần phải xem mình đang đứng ở đâu so với sự phát triển chóng mặt của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, từ đó có những đánh giá thực tế hơn. Việc đánh giá đúng trình độ khoa học của nước nhà sẽ giúp chúng ta có những kế hoạch cụ thể cũng như những chiến lược phù hợp. Và đó cũng chính là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Còn ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5 năm 2013. Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu bán vàng miếng phiên thứ 16 để chào bán 26.000 lượng vàng. Giá đặt cọc là 41,45 triệu đồng một lượng, tỷ lệ đặt cọc 10%. Ngày hôm qua sau phiên đấu thầu thì vẫn còn 6.400 lượng chưa được mua. Ngày hôm nay, lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải Futsal toàn quốc 2013 sẽ diễn ra tại phòng họp sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 12 đội bóng. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 tới tại nhà thi đấu quận 8 và nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương sẽ thực hiện khai quật tàu cổ vật 500 tuổi trong vòng 10 ngày. Từ thời điểm phát hiện đến nay, hơn 40.000 món cổ vật đã được canh giữ hơn 8 tháng dưới lòng đại dương. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho công tác khai quật gần 40,6 tỷ đồng và nguồn thu từ cổ vật khoảng 54 tỷ đồng. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị phụ trách đã thực hiện xây dựng vòng đê ngăn sóng, sau đó hút nước và cát ra ngoài khu vực rồi mới tổ chức khai quật vào ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay, nhà đầu tư Việt Nam có thể mua bán cổ phiếu Lào qua Internet. Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong ngày ra mắt, Sở Giao dịch Chứng khoán Lào đã tiến hành chạy thử nghiệm trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8 tháng 5. Không chỉ Việt Nam mà các nhà đầu tư thế giới có thể mua bán cổ phiếu, cũng như các hoạt động giao dịch liên quan đến thị trường chứng khoán Lào. Ngày hôm nay, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội tổ chức tập huấn và thảo luận với đại diện các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mê Linh về việc bắt đầu tổ chức thí điểm đưa môn phòng cháy chữa cháy vào trường học. Qua thực tế diễn ra, có thể thấy không chỉ học sinh mà chính những người trưởng thành cũng còn thiếu nhiều kiến thức về việc phòng cháy chữa cháy. Dựa vào kết quả đánh giá, môn học này sẽ được phổ biến ra nhiều trường khác trên địa bàn. Ngày hôm nay, nhân kỷ niệm năm hữu nghị Nhật Bản Việt Nam 2013, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu buổi hòa nhạc thứ 3 trong chuỗi hòa nhạc ngoài trời mang tên Hòa nhạc Kèn Đồng với Hà Nội Brass Band, một ban nhạc gồm 6 nghệ sĩ chuyên nghiệp từ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Với những nhạc phẩm đặc sắc đa dạng như những hành khúc, những giai điệu jazz, các bản nhạc của Việt Nam và thế giới cùng những nhạc phẩm Nhật do chính Hà Nội Brass Band biên soạn lại và biểu diễn, chương trình hứa hẹn sẽ thú vị, mạnh mẽ và vui nhộn, là cơ hội tốt để quảng bá âm nhạc phong phú của Nhật Bản. Ngày hôm nay, live show Bước chân hai thế hệ 10 Dương Đình Chí và Thế giới Màn Nhung do ca sĩ Dương Đình Chí tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, nghệ sĩ ưu tú Thoại Miều, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, ca sĩ Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Nam Cường, Hoàng Lê Vi và sự đầu tư dàn dựng kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ đem đến cho quý khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một tòa nhà 13 tầng ở thành phố Lahore, Pakistan. Vụ việc đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng do cố gắng tìm cách thoát khỏi vụ cháy bằng cách nhảy từ trên cao xuống đất. Ngọn lửa gây ra vụ cháy bắt nguồn từ tầng 7 và 8 của tòa nhà, sau đó nhanh chóng nhấn chìm cả các tầng kế bên.
nhiều người đã bị mắc kẹt bên trong. Những người chứng kiến vụ cháy cho biết họ vô cùng sợ hãi khi thấy những người bên trong các phòng mù mịt khói vẫy tay cầu cứu. Theo phương tiện truyền thông Pakistan, một người đàn ông đã chết ngay lập tức sau khi nhảy từ tầng 7 xuống. Trong khi đó, một người khác đã chết trong bệnh viện do bị thương quá nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hoạt động cứu hộ nhanh chóng được triển khai. Máy bay trực thăng cũng được huy động để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà. Phải mất nhiều giờ liền, lính cứu hỏa mới có thể dập tắt được ngọn lửa. Theo báo cáo, ngoài 4 người thiệt mạng, vụ cháy cũng khiến nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những ngày mưa xối xả vừa qua tại hai tỉnh Wasit và Mese của Iraq đã đẩy nhiều khu vực vào tình trạng lụt lội, buộc hàng nghìn người phải bỏ nhà đi sơ tán đến nơi an toàn. Theo các quan chức tỉnh Wasit, địa phương này hiện đã có khoảng 40 ngôi làng bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó 300 gia đình hoàn toàn không còn nhà để trở về, buộc 3.200 người phải tìm kiếm nơi trú ẩn tại các trại tạm do tổ chức từ thiện Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cung cấp. Đại diện của tổ chức này cho biết, ngoài việc cung cấp những trại tạm, thực phẩm, nước và thuốc men cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ người dân gặp nạn. Ngoài ra, hàng trăm nạn nhân lũ lụt khác cũng đang phải trú ẩn tạm thời tại các nhà thờ Hồi giáo và trường học gần đó. Hiện công tác cứu trợ những người này vẫn đang được chính phủ Iraq tiếp tục gấp rút triển khai. Sở Cảnh sát thành phố Worcester và Massachusetts của Mỹ vào ngày hôm qua cho biết thi thể nghi phạm vụ đánh bom giải đua marathon tại thành phố Boston cuối cùng cũng đã được chôn cất, nhưng không phải tại thành phố này. Theo một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Worcester, một cá nhân đã dũng cảm đứng ra nhận thực hiện nghi lễ an táng cho nghi phạm Tamila Tassanayev. Tuy nhiên, người này không tiết lộ nơi mà thi thể đã được đưa đến. Trước đó, việc tìm nơi chôn cất thi thể nghi phạm này thực sự là một vấn đề nan giải khi cả hai thành phố nơi Tamila từng sống là Boston và Cambridge đều từ chối không chấp nhận việc an táng dành cho hắn. Tamila Tassanayev, 26 tuổi, nghi phạm số 1 trong vụ đánh bom giải marathon Boston, đã chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát hôm 19 tháng 4 sau khi bị nghi ngờ đã cùng em trai là Doka thực hiện vụ đánh bom trước đó 4 ngày khiến 3 người chết và 264 người khác bị thương. Số lượng những cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến các bệnh viện tư ở Cộng hòa Séc với hy vọng công nghệ thụ tinh nhân tạo tiên tiến ở nước này sẽ giúp họ có được một mụn con ngày càng tăng. Không chỉ hấp dẫn nhiều vợ chồng hiếm muộn bởi phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF tân tiến, Cộng hòa Séc còn mang đến cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh thêm hy vọng bởi giá cả rẻ và những quy định tự do về thụ tinh nhân tạo. Đây là một trong số nhiều bệnh viện chữa hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Cộng hòa Séc. Ở đây, khác với các nước châu Âu khác, người ta có thể dễ dàng thực hiện khát khao có một đứa con bởi luật pháp nước này không cấm, không giới hạn việc hiến trứng hay tinh trùng. Ngoài ra, tại các bệnh viện chữa hiếm muộn này, bệnh nhân còn được phép thực hiện chẩn đoán di truyền tiền kế phôi PDG để loại trừ những gen có mang các bệnh di truyền. Không chỉ vậy, giá cả so với một ca thụ tinh nhân tạo ở Thái Lan hay Tây Ban Nha mềm hơn rất nhiều. Bởi thế, sẽ được coi là một trong những điểm đến hàng đầu của phương pháp chữa hiếm muộn. 8 năm qua, tôi đã thử mọi cách để thụ thai. Ở Ireland, chúng tôi đã hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Giờ đây, tôi chỉ còn hy vọng vào phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF tại đây. Monaghan và chồng đã thảo luận về phác đồ thụ tinh cho ống nghiệm. Với tỷ lệ thành công trung bình lên tới 35%, hai người hy vọng sẽ sớm có được những đứa con của chính mình. Trong khi đó, việc hiến trứng và tinh trùng tại Séc là được xem là một cách kiếm tiền khá dễ dàng đối với nhiều người. Một lần hiến trứng, người hiến sẽ nhận được khoản tiền bồi thường khoảng 15.000 crown, tức 763 đô la Mỹ. Trong khi đó là khoảng 50 đô la Mỹ cho một lần hiến tinh trùng. Cách đây 4 năm, tôi thấy quảng cáo hiến trứng ở một phòng khám và tôi đã quyết định thử. Người hiến trứng nhiều nhất là sinh viên, tuy nhiên động cơ không phải lúc nào cũng là vì tiền. Một lý do khác khiến Cộng hòa Séc là điểm đến của những cặp vợ chồng hiếm muộn, đó chính là thời gian đợi chờ để được thực hiện phác đồ điều trị rất ngắn, chỉ khoảng 3 tháng. Trong khi đó, ở các nước châu Âu khác là 1 năm, thậm chí là vài năm. Như chúng ta đều biết, các môn thể thao không chỉ giúp mang lại sức khỏe và sự dẻo dai, mà trên thực tế thì nó còn giúp cho chúng ta rèn luyện tốt cả về tính kiên trì cũng như sự nỗ lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Mới đây thì tại Australia, rất nhiều người đã tham gia một cuộc đua marathon với rất nhiều chướng ngại vật trên đường đua để thử thách khả năng đương đầu với khó khăn của các vận động viên. Chặng đường đua marathon nhằm kiểm tra sự bền bỉ và tinh thần vượt khó của các vận động viên chỉ dài 10 km. Tuy nhiên, những khó khăn mà cuộc đua này tạo ra cho người tham gia
lại nằm ở những chướng ngại vật trên đường. Được tổ chức trong một ngày nắng nóng ở gần hồ Bennett, miền Nam Australia, song sự kiện này vẫn là điểm đến đầy hấp dẫn của hàng nghìn đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay là một ngày rất oi bức, dơ bẩn và bụi bặm. Ở đây chúng tôi có hơn 2.000 đối thủ cạnh tranh trên hai chặng đường đua là 10 và 21 km với rất nhiều trở ngại thú vị trên đường. Những chướng ngại vật mà các vận động viên phải vượt qua đó là chinh phục một dàn gỗ được bố trí chắc chắn, chui qua những vòng dây cáp điện và nhảy xuống những hố bùn hay thậm chí là phải ăn cả rán. Mặc dù cuộc đua này không khắc nghiệt đến mức các vận động viên phải đổ máu, song chắc chắn nó đã buộc người tham gia phải rơi không ít mồ hôi cũng như phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, đối với một số người, đây thực sự là quãng thời gian thú vị giúp họ thay đổi không khí. Thời tiết tại đây rất tốt, chỉ cần bạn sẵn sàng và chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời. Kết thúc hành trình chinh phục khó khăn trên các tuyến đường đua, các vận động viên được thỏa thích tận hưởng cảm giác sảng khoái nhờ những dòng nước mát dịu. Đây chính là phần thưởng tuyệt vời giúp xóa tan mọi mệt mỏi cho những người tham gia sự kiện đặc biệt này. Hôm qua, vận động viên lướt sóng đến từ quần đảo Hawaii Jenny Doran đã giành được giải thưởng cao nhất cho môn thể thao chinh phục những ngọn sóng đầy mạo hiểm trong cuộc thi lướt sóng quốc tế thường niên Global Big Wave Awards. Năm nay, cuộc thi lướt sóng quốc tế Global Big Wave được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Anaheim thuộc bang California của Hoa Kỳ. Dorian đã nhận được 50.000 đô la Mỹ về thành tích lướt trên ngọn sóng cao nhất năm 2013. Ngoài ra, Dorian còn nhận được thêm một giải thưởng trị giá 5.000 đô la Mỹ cho thành tích chế ngự được con sóng to nhất. Dorian đã cho hai ứng viên nặng ký là Sean Dollar và Greg Long Sazier. Hai vận động viên này đã từng lập những thành tích ấn tượng trong cuộc thi tương tự có tên Crown Break tại đảo Fiji vào tháng 6 năm 2012. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại những pha gài cấn đến thoát tim cho cuộc thi Global Big Wave năm nay. George Best, Bobby Moore và Dennis Law là ba trong số 11 anh hùng quốc gia đang được Royal Mail vinh danh bằng việc phát hành một bộ tem đánh dấu kỷ niệm 150 năm điều lệ của Hiệp hội bóng đá Anh FA. Các cầu thủ được lựa chọn đều là những người có năng khiếu, tài năng, những danh thủ không chỉ nổi bật trong thế hệ đó mà lâu hơn. Được bình chọn và cân nhắc kỹ lưỡng, 11 gương mặt được xuất hiện trong bộ tem đặc biệt này đều là những tuyển thủ kỳ cựu của bóng đá Anh. Hầu hết trong số huyền thoại đó đã có ít nhất 100 lần khoác áo tam sư. Có thể điểm tên một số nhân vật như bộ ba huyền thoại của Manchester United, Dennis Law, George Best, Bobby Charlton hay những nhân vật khác như Kevin Keegan, Dave McKay vốn đều là những người tạo nên những mốc son chói lọi cho đảo quốc sương mù trong làng túc cầu thế giới. Họa sĩ Andrew Kisman là người được giao trọng trách tạo ra tác phẩm này, và ông đã sử dụng những hình ảnh hiện có của các cầu thủ để xếp đặt sao cho khi những con tem được xếp lại với nhau tạo thành đội hình của một đội bóng. Thông thường tôi là một họa sĩ theo trường phái hiện thực và đôi khi khách hàng yêu cầu tôi thể hiện tính hiện thực trong vài tác phẩm. Nhưng với bộ tem này, nó là sự minh họa. Tôi không muốn nó quá giống với thực tế. Tôi chỉ cố gắng đem đến những đặc điểm đặc trưng nhất của mỗi cầu thủ để chúng không giống như một tấm ảnh chụp. Được biết, 11 cầu thủ xuất sắc nhất của xứ sở sương mù này đều có tên trong bảo tàng bóng đá quốc gia Hall of Fame. Bộ tem này ra đời vừa nhằm mừng sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội bóng đá và kỷ niệm Hiệp hội bóng đá Scotland cho 140 tuổi. Cũng là một thông tin thể thao rất được các cổ động viên bóng đá và đặc biệt là những fan hâm mộ của câu lạc bộ Manchester United chờ đợi, đó là 2 ngày sau khi huấn luyện viên kỳ cựu Alex Ferguson tuyên bố ngừng dẫn dắt Quỷ đỏ, câu lạc bộ đã tìm được vị thuyền trưởng mới. Trên trang web chính thức của mình, câu lạc bộ Manchester United thông báo bổ nhiệm ông David Moyes, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Everton thay vì Sir Alex Ferguson theo một bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2019. David Moyes sinh ngày 25 tháng 4 năm 1963 là cựu cầu thủ bóng đá người Scotland. Moyes đã đá hơn 540 trận trong một sự nghiệp cho câu lạc bộ Celtic và từng một lần giành chức vô địch Scotland. Trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình, Moyes đã có 11 năm gắn bó với câu lạc bộ của vùng Merseyside là Everton nhưng không gặt hái được danh hiệu nào. Ông cũng là huấn luyện viên kỳ cựu thứ 3 ở Anh sau chính Sir Alex và huấn luyện viên của Arsenal Arsene Wenger. Ông David Moyes sẽ bắt đầu công việc tại Manchester United vào ngày 1 tháng 7 và nhận mức lương dự kiến khoảng 5 triệu bảng một năm.
Trong ngày 8 tháng 5 vừa qua, bà Yoko Ono, một nghệ sĩ người Mỹ gốc Nhật và là góa phụ của Zenka John Lennon, thành viên của ban nhạc The Beatles, đã cho ra mắt một chiếc xe buýt có chức năng như một cơ sở đào tạo âm nhạc tại Liverpool. Sản phẩm này dự kiến sẽ thực hiện cuộc hành trình đi khắp châu Âu để giúp giới trẻ tại đây thực hiện những giấc mơ âm nhạc của riêng mình. Trong buổi ra mắt chiếc xe buýt của bà Yoko Ono tại bảo tàng Liverpool, một ban nhạc địa phương có tên Mick Lowry đã tham gia biểu diễn phục vụ công chúng. Một trong các thành viên của nhóm cho biết, chiếc xe buýt này sẽ đem đến cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ tuổi. Sản phẩm này sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn, bởi nó tạo điều kiện cho những người vốn không có nhiều cơ hội thực hiện đam mê âm nhạc được đến và ghi âm trên xe buýt. Yoko Ono, người khởi xướng hoạt động này, rất tâm đắc với dự án của mình. Tôi nghĩ rằng nếu John Lennon ở đây, anh ấy cũng sẽ thích làm công việc này. Đây là một sự khởi đầu khá tốt và việc thực hiện một hành trình đi khắp châu Âu bắt đầu từ Liverpool có vai trò quan trọng đối với kế hoạch lần này. Cuộc chu du khắp châu Âu này sẽ được thực hiện bởi một nhóm gồm 3 thanh niên. Dự định điểm đến của họ sẽ là các trường trung học, cao đẳng và các lễ hội. Tại đây, những người trẻ tuổi sẽ được cung cấp các buổi hội thảo miễn phí, được thu âm cũng như được biến giấc mơ thành hiện thực. Thông tin văn hóa vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.